Xin chào mọi người, như mọi người đang thấy ở đây là cái sản phẩm hạt chuối hột rừng. Thì khi mà quả chuối hột chín thì chúng ta sẽ thu hoạch được cái hạt chuối hột như thế này. Hạt chuối hột thì mọi người thấy là ở bên ngoài cái hạt chuối hột nó sẽ có màu đậm, màu nâu hoặc là màu đen, nhưng mà cái nhân bên trong của cái hạt chuối nó sẽ có màu trắng. Và ở đây thì em đang có hai cái loại hạt chuối hột rừng, đó là cái hạt chuối hột rừng loại hạt nhỏ như thế này và một loại là hạt to như thế này. Hạt to như thế này thì gọi là hạt chuối cô đơn. Thì cái hạt chuối rừng nhỏ thì chúng ta sẽ thấy là nó nhỏ như cái hạt đỗ xanh thôi, nó chỉ như cái tầm hạt đỗ xanh thôi mọi người nhé. Còn cái hạt là chuối cô đơn này nó sẽ như kiểu là nó bằng như kiểu hạt cái hạt lạc nhân này hoặc là cái hạt sen đấy. Đấy thì mỗi một cái túi như thế này, mỗi một cái túi như thế này thì bên em đóng gói là 1 kg và giá là 70.000 đồng 1 kg đối với cái loại hạt nhỏ. Hạt nhỏ, còn loại hạt to như thế này, loại hạt chuối cô đơn to như thế này thì giá là 120.000 đồng 1 kg. Thì cái hạt chuối hột nó có tác dụng rất tốt để trong cái trường hợp là chúng ta để trị đau lưng này, trị sỏi đường tiết niệu như là sỏi thận, sỏi bàng quang rất là hiệu quả mọi người nhé. Thì cái cách mà chúng ta dùng cái hạt chuối hột này thì một là chúng ta có thể sử dụng để sắc nước uống, hoặc là chúng ta có thể sử dụng để ngâm rượu. Và ngoài ra thì chúng ta có thể dùng cái hạt chuối này để tán thành bột mịn để chúng ta pha hãm nước uống, giúp trị sỏi thận, trị đau lưng rất là tốt. Thì với cái sản phẩm chuối, hạt chuối hột rừng này thì bên em ship code toàn quốc và mọi người nhận hàng sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đúng hàng, đúng mặt hàng, đúng tiền thì mọi người nhận hàng và thanh toán tiền. Mọi người quan tâm mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho bên em theo số điện thoại 0868184777. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin, nhắn Zalo cho bên em đều được. Ngoài cái sản phẩm chuối hột rừng này, cái hạt chuối hột, ngoài cái sản phẩm cái hạt chuối hột này thì em còn có bán một số cái loại chuối hột rừng như là chuối thái lát, chuối nguyên quả hoặc là có loại chuối chín ép miếng để mọi người có thể là mua về mình ngâm rượu. Thì mọi người quan tâm thì đăng ký kênh để xem thêm rất là nhiều cái sản phẩm khác của bên em. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.